của chúng tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy phát điện Husqvarna HD8500. Là chiếc máy phát điện có động cơ và đầu phát, được sản xuất dựa trên dây chuyền hiện đại, có chất lượng cao, thiết kế với mẫu mã đẹp, giá thành phù hợp, được rất là nhiều người tiêu dùng hiện nay. Máy có công suất là 6.5 kW, công suất hoạt động liên tục là 6 kW, dung tích bình chứa nhiên liệu là 20 lít, sử dụng nhiên liệu là dầu diesel, dung tích bình chứa nhớt là 1,1 lít. Máy có trọng lượng là 89 kg và được bảo hành 12 tháng trên toàn quốc. Chiếc máy phát điện Husqvarna HD8500 là chiếc máy được sản xuất từ trên dây chuyền hiện đại, tích hợp những tính năng ưu việt như là động cơ 4 thì 1 xi lanh, hoạt động mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Khung máy được thiết kế bằng thép rất là chắc chắn, kết hợp với bánh xe và tay đẩy, giúp cho dễ dàng di chuyển đến các vị trí khác nhau. Máy cung cấp nguồn điện 220V 50Hz, có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của thiết bị điện trong gia đình như là thiết bị chiếu sáng, nồi cơm điện, TV, tủ lạnh hoặc là điều hòa. Đây là bảng điều khiển của máy. Bảng điều khiển được đặt ở vị trí dễ quan sát, thuận tiện cho việc điều khiển trong quá trình hoạt động. Trên bảng điều khiển ta có thấy đây là công tắc đèn nổ, đèn cảnh báo nhớt, đồng hồ hiển thị điện áp, giác để đấu dây tủ ATS, công tắc của nguồn điện xoay chiều, hai đầu ra của nguồn điện xoay chiều, đầu ra của nguồn điện một chiều 12V. Đây là cầu chì của máy và đầu nối dây tiếp địa. Máy còn có bình ắc quy được gắn hệ thống đai ốc rất là chắc chắn, chống rung lắc trong quá trình vận hành. Ngoài ra máy còn có hệ thống điều chỉnh áp tự động, cung cấp nguồn điện ổn định hơn cho các thiết bị sử dụng điện. Dòng máy HD8500 là dòng máy có độ bền cao, tuy nhiên để máy hoạt động ổn định theo thời gian dài, các bạn cần lưu ý những vấn đề sau đây. Thường xuyên kiểm tra tình trạng nhiên liệu, dầu, nhớt, tuân thủ quy trình bảo trì, bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ, luôn luôn làm theo chú ý và các hướng dẫn từ nhà sản xuất. Bảo quản và lắp đặt máy ở vị trí khô ráo, thoáng mát, tuyệt đối không khởi động máy trong trời mưa hoặc là trong môi trường bị ẩm ướt. Không châm nhiên liệu khi máy đang hoạt động hoặc là máy quá nóng để tránh gây cháy nổ. Nếu các bạn không sử dụng thường xuyên, hãy khởi động máy 2 tuần một lần để cho máy hoạt động. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong cho các bạn chiếc máy phát điện Husqvarna HD8500. Trong video lần tới tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng và test trực tiếp chiếc máy này cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Đô Hòa, quận Tân Phú. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.